Ủa, Cỡ con này vậy mới được chứ. Ai quá con nhỏ. bự vậy? Mình thăm chục mini không ta? Khoái đi thăm bẫy vậy là chết nữa. Đó, ăn thằng đặt thằng thông rồi nói vậy chứ cũng đâu khó lắm. Con này Cỡ vậy mới được chứ. Ai quá con nhỏ. bự vậy? Trời ơi, con đi bắt con nhỏ con bỏ con bự chơi luôn rồi. Ở dưới đó còn tay Con cái lại nữa đi hả? À, hồi đi vòng xuống ruộng đi đi qua ở luôn. ngoài mới thấy Ừ. chỗ này mà thấy đặt cái kích này còn cỏ còn đụng cỏ nó trắng lạng đạn cho bạn ăn nè. Vô thấy cái nào rồi lấy cái nắng Vô nó hay vô 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 mình thăm chục mini không ta lấy cái nào mình lấy cái nắng đó lẽ là tao đi thì hẹp gì nữa là được à nước cạn kìa nó làm biến nghĩ thì về là quay xong á mình thăm mình luôn luôn. đó nữa hả? Ồ, đi kia đây nhanh kia. Thấy con nhỏ kia nhỏ mắt bự ô con nó bự ha cách ra cả vậy vậy em mới mê á gì nhỏ quá xong không có cảm giác sao con cái này vừa bánh lợm ụt chín rồi vô rồi ụt gì đâu mình thế nào đêm ơi ổ chạc nổi không à này hôm là phải ấy thì đặt cái này ngon hơn là trên đó ồ cái này nào. Hết chưa cả? Hết hết chưa? Rồi nói chung là anh em mình hết lòng rồi nha các bạn. Bây giờ hành trình đi về. À, nước này mới lên được một chút nữa lên cái độ chị nói là cái lé nó bà đê thế đó.
không, đặt vô ba kéo chết đó luôn. Tại vì nó không còn than nữa, nó chạy là nó đứng cái đường đó. Sao cái bờ cũ mà mình không đặt canh? Cha em đặt rồi. À vậy là tối là ông bác có đi đặt hả? Tôi có đặt bữa hôm qua rồi. À đặt bữa trước rồi hả? Ừ. Nhìn vậy lịch sử đó, thế nhiên tịch bệnh hán cái đó quay vậy ta cười. Là mình thấy ấy vậy thôi. Thế ý là biết rồi nhưng mà mình quay như vậy là nhìn thấy nó kỳ phải không? Xuồng bơi nó vậy rồi. Không nhận mấy cảnh này nhìn thấy đẹp gì đâu á. Không mà. Đó, nó bay trước đó. Ba quy mày. Đàn lắm gì học đợi nữa. Ừ, xa lắm rồi ôi, bắn cũng đạn. Còn trong trời hết xui. Với vô cái đầu nó hay sao trời? Mất cái dầm á. Mất hết cây hay cây à. Rồi đó nó ra. Quay những bước chân. Thù lao, mấy thật. Rồi anh em mình về giờ bắt đầu cho chuột vô lồng nha các bạn ơi. Bữa đợt dịch á là ông quen quá là đợt này là ông rước luôn rồi đó. Ông đợi. Mà thấy độ mà là cô Leo thì ủi xà lan không? Thằng đó. À, thằng kia cũng bự bự con chứ đâu nhỏ đâu rồi. Đó, nó cũng ốm. Ông ốm thôi chứ. Ốm đủ mấy con nhỏ kia 80-90 kg rồi. Còn vậy cũng cỡ ông Linh. Sao? Con nữ 80 trên 80 nữa à. Cũng vừa vừa ha. Hey. Chứ không 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 trên đâu. À, nữ hả? Bộ kia. Ừ. Con thằng kia là con bự hồi nãy nè. Dạ bắn rồi hả? Con... đâu? Khoảng trong bao chụp để kịp ai trời nó bị ở đâu trời sao nó yếu chưa xuống chưa xuống xuống như vậy nè. Trên tỉnh lớn lớn nè. Ừ. Nhỏ nhỏ này nó chung lọt gặp luôn mà. Hôm chạy mấy chục bự cây. Bắn được nha đó không? Bắn được đâu, bắn được đạn bi bắn chưa thấm. Mới chết, mới bị thương. Đạn bi bắn chưa thấm đó. Rút đạn vô là một cái rồi. Cái là ngã thì do con bự đủ được mấy chỗ nó ngon hả mấy bạn. Ừ. Giờ chừng chục con này đó là có hai con hay ba con gì nè, chục con nó muốn gần cả ký rồi đó. Mấy con này vừa vừa hồi tối bắn là được mấy con kia mấy chục giá chưa đâu, hồi lúc mà mấy cái mùa lúa chát à. Ồ, lúc trước mà cái hả, một bội đó đó, bắt cái là một gặp cái đó nó đầy á luôn á. Ta thăm một giác là nó lên phân nửa đó luôn á. Nguyện chứ nha. Mày kiểu đặt nhiều lòng cái nào cũng có hết là... Cái nào cũng có, một con bự không à, chứ không có đâu, con nhỏ đâu. Đâu phải chút chút vậy trời ơi. Mùa nay sao con nhỏ nhỏ không nè. Mùa rồi thì cũng lứa lứa đó. Rồi thì cũng đỡ hơn mùa nay nè. Ừ. Thì bắt hết mấy con bự á, mấy con nhỏ này tấn công à. Cái mùa này cái nó đã là mày ơi. Bữa nó có hai chồng à, con nó nữa. Thằng cái vợ đó có con cho mày. Đó. Con không biết nữa. Con ít cái xuống đó, con gần ở đó đó mà ít lên xuống. Mày khúc đằng bảy ấy à? Xuống dưới nữa.
khúc ngay khúc sau nữa. Sau nữa là khúc của hai con luôn hả? Cũng có mấy lòng hai con. Nuốt em à? Cái đuôi. Cái đuôi. Không phải con chuột á. Con chuột nó cắn cái bị dính cái đuôi rồi. Khúc bảy nhái rồi mày ở gần khúc bảy nhái không? Xuống nữa. Xuống chút xíu nữa. Dạ. Thử cái tay nè. Thọc tay vô cho cắn bắt đầu gỡ đuôi. Bảy nhái là chồng bảy nở ha. Ừ. Xong rồi. À nó vô xong rồi cái gặp nó mới dở lên phải không? Mày kẹt cái đuôi. Chụp nó, chụp đầu nó. Đây điền à. Nó bỏ cái đầu cái gì cái đuôi đứt luôn. Dở cái đầu soi ra rồi đó. Đó, nhìn cái đuôi giống. Cắn cái lên rồi lấy ra. Thì đó, cái họng nó cắn rồi đầu nó mất tập trung. Ai cho cắn mày vậy? Đó. Em gọi hả? Cho hồi mỗi năm cái luôn gài ha. Trời ơi. Cách hai ngày trước kìa. Đó lại một phát luôn á. Đi thăm một phát luôn á. Chuồng này ăn mềm lắm. Này nó mới mềm ai chê chứ cái này là mới mềm. Trời. Mới ngon. Bằng đau lưng. Cái này mà cắt cái răng nó xíu á, chừa nguyên cái đầu á. Ô, quất cái đầu cái là nó béo ngậy luôn. Cái đầu liền. Mày mày lặn hai cái răng dưới ra. Đấy nè, lặn cái răng nó ra vậy. Lặn răng rồi vuột luôn khỏi cắt à. Ờ, lặn ra mặn cái lặn ra. À ý là cái răng mình gỡ gỡ rời riêng được ha. Gỡ rời riêng. À. Nhỏ nhỏ này mà khìa nước dừa coi. Tới công chuyện. Cái đợt này đợt mà xả lúa rồi đó. Cái dục gom lên trên mấy bờ đó cái. Trời ơi, tóc lại lắm á. Tóc ra đợt nó bắt đâu 40-50 con vậy. Ừ. Nó nhủi dẫn nó làm hang cho nó ăn ở trong á. Mà ông gom á ông để dành chữ làm núm á. Ừ. Cái tóc ra nó bắt mà bao người nó dí chụp. Buồn phải không? Không đóng á chứ không phải cuộn. À, vậy là nó vô đó là có cái vườn mày để đó là biết không? Lúa ở trong á, nhóc ở trong luôn, lúa. Thì dở lên là lúa nó tha dưới nhóc. Ờ. Chú nó khác hàng nó ở trong luôn á. Hay lắm. Không mà nó không chịu khoét đâu. Mới có hai bữa thì không xả hai bữa cái thằng ấy rồi. Bắt. Trời ơi, nó mà để lâu rồi mà ha. Tại mình đây không ấy chứ đây có chỗ ha mày gái vậy rồi chắc chuột ấy chắc trà chuột á chắc trà xong rồi gãy gươm lên dựng dựng mấy tay dừa gãy lúa sơ sơ nữa cái này vô đây bây giờ đâu có chuột nhiều nữa giờ thấy chút vậy không cái này mà chịu dở ra một cái cũng dữ lắm đó chứ ngoài mấy cái vườn cỏ vậy trời á cỏ đó rồi mày để mà chất đó cho nó trống dữ ha rồi mày để ấy vô nó vô được rồi cái cái đó phải kiếm mà nắm xuống người á bông lưới đó bông lưới trời ơi bông lưới hả chừng hai thằng chụp à bông lưới là nó chạy đâu được thoát mình mấy mùa trước á theo cỡ ấy đặt mà một đêm này là đi có hai giấc á khuya cái nó hồi gì cái đám chuột ngoài nào như vậy đặt một lần dạ, đi giấc hôm đó giấc giờ đó hả dạ. Khuya đâu đi đặt một bữa một chứ qua bữa sau là nó không có vô nhiều bữa sau nó khô rồi đi nước cạn làm biến đi thăm một đám nào mà đặt một đêm là nó chịu trúng ha là mà thăm ba giác bốn giác nó vô cho mà qua mấy bữa sau trở lại đặt lại đó là không có ha nó nhát nó vô chứ không phải không vô mà nó nhát mình đi chỗ khác đó đồ mà tướng lĩnh hả lỗ vô không lỗ vô chứ để làm gì ở ngoài bằng luôn
bỏ ngoài trắng nước nè. Rồi, đây là thành quả của ba anh em mình bẫy chuột từ lúc tối tới giờ nha các bạn. Mình cũng xin tạm dừng video đây luôn ha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình. Xin chào ha. Cặp cái tay.